mình tánh mình tranh thủ lắm. Chụp một vài tấm làm kỷ niệm với chiếc xe của bạn Long. Long công nhận là chiếc xe này nhìn nó mạnh mẽ không? Mạnh chứ, 150 mà không phải giỡn à. Chạy ngon ha. Chạy ngon chứ. Tốc độ lắm. Bậy rồi, thay đổi xe tôi đâu nổi. Cảm ơn bạn nha, đã nãy giờ có cuộc trò chuyện. Ừ. Mình giọt xíu. Xin chào tất cả mọi người đến với kênh YouTube Nghệ sĩ Tiết Cương. Hôm nay Tiết Cương đứng ở một quán cà phê có tên là Cỏ Khớp Phi. À, đây là quán cà phê của một người bạn rất thân với Tiết Cương từ thuở còn tắm mưa ở chuồng ở trường nghệ thuật sân khấu 2. Người bạn này có tên là đặc biệt anh chàng này có một cái tên á ngược lại với cái ngoại hình. Ổng tên là đẹp trai. Mà ổng thì cái tên của ổng là ổng đẹp trai, nhưng mà tất cả những người mà khán giả với những người khách quan nhìn nhận là ổng không có đẹp trai, mà ổng lại lấy tên là Long đẹp trai. Thì đôi khi mình cũng nghĩ là bạn Long cũng hơi tự tin, tại vì bản thân Tiết Cương là được khán giả người ta khen là Tiết Cương cũng thuộc dạng đẹp trai, mà mình không dám lấy tên là Cương đẹp trai, mà bạn Long lại dám lấy là Long đẹp trai, thì mình nghĩ bạn ấy cũng gan quá. Thôi mình không bàn nữa, mỗi người có cái tự tin trong cuộc sống, đúng không? Ổng lấy đẹp trai ấy, còn để chuyện có ổng đẹp hay không đẹp thì để cho khán giả nhìn nhận. Hôm nay Tiết Cương có hẹn với Long đẹp trai ở đây là quán cà phê của Long để Tiết Cương review con xế của bạn Long. Bây giờ mời mọi người cùng vào trong để gặp Long đẹp trai nhé. Ơi, chào em Trung. Khỏe không? Khỏe. Long hẹn anh đây nè. Nó đâu em? Anh mới đi bộ đâu đây á. Vậy hả? Hôm nay anh tới anh hẹn là để anh review cái xe của Long. Xe Long dựng đâu em? Ok. Ngoài đó hả? Ok. Ok, vậy anh ra anh quay xíu nha. Ok em. Kính thưa quý vị khán giả, đây là con ngựa chiến của Long đẹp trai. À, một con gọi là Exciter 150. Kính thưa quý vị, kể từ khi mà Yamaha ra đời dòng xe Taycan Exciter, lập tức tạo nên một cơn sốt trong giới trẻ. Đầu tiên là họ ra chiếc là Exciter 135 là đã gây sốt trên thị trường. Sau đó tiếp tục cải tiến lên dòng 150, và đây là con 150 đời cuối của Yamaha khi nâng cấp lên cái dòng bánh. Để nâng cái này lên. Khi Yamaha tiếp tục nâng lên một cái dòng bánh lớn thì tạo ra một cái sự khác biệt trong dòng Underborn để cho tất cả cái giới trẻ yêu thích, bởi vì có một chiếc tay ga mạnh mẽ, hầm hố và rất là dũng mãnh. Bạn Long nhà mình cũng rất là tinh tế khi chọn chiếc này làm ngựa chiến của mình để đi quay nè, đi chạy show nè. Nó rất là mạnh mẽ và rất là nhanh, không có sợ trễ giờ. Theo Tiết Cương được biết cái chiếc xe này khi chúng ta đập hộp là nó giá của cửa hàng niêm yết là khoảng 52 triệu, nhưng mà khi mà lúc ra đời thì đa số các đại lý đều nâng giá lên cao hơn khoảng từ 5 tới 10 triệu tùy tỉnh thành. Nhưng mà tất cả các bạn giới trẻ vẫn chấp nhận bỏ cái tiền túi ra để sẵn sàng đập hộp chiếc xe này để thỏa lòng mơ ước về tốc độ của mình. Chiếc xe này 150 phân khối cho nên nó rất là mạnh mẽ. Và cái dòng nước sơn màu này gọi là dòng GB. Dòng GB có nghĩa là một cái dòng đua, và cái màu này nó tạo ra cái hiệu ứng là rất là thể thao, rất là nam tính. Cho nên đa số những cái bạn là tín đồ của Exciter đều là thích cái màu GB này. Bây giờ Tiết Cương sẽ chụp một vài tấm làm kỷ niệm với chiếc xe của bạn Long. Quá. Ôi bạn già, làm gì tự tới quán làm gì chụp hình lum la vậy? Biết sao không? Hẹn Long ở đây. Thì vô hỏi lính Long, nói Long mới đi bộ đâu ra ngoài phải không? Mới đi ăn về. Trưa mà đói. Lúc này tụi mình cũng ít gặp từ hồi mà sân khấu
dẹp tới giờ thì tụi mình cũng ít gặp nhau ha. Thôi cái chuyện buồn đi. Thì có dẹp có giờ mà vui đâu. Thì sân khấu mình dẹp thì thỉnh thoảng tụi mình cũng đi quay mới gặp. Nhưng mà để bây giờ phim truyền hình cũng ít thì nói chung tụi mình cũng ít có thời gian mà gặp nhau ha. Chỉ có thời gian lâu lâu mình hẹn cà phê hay là mình đi đá banh thì gặp ha. Chắc chắn rồi. Ủa vậy là Long giờ ở quận Tư hả? Ừ, ở quận Tư. Còn em bé nay mấy tuổi rồi? Bé hai cháu, một cháu 12 với một cháu là 3 tuổi. Cái thôi nôi con Long Tiết Cương có đi mà. Thì đúng rồi, có đi, nó không đi đâu. Ừ, nhớ mà. Mà được cái hay ha, đẻ hai thằng trai luôn. Có định kiếm đứa con gái không? Chắc thôi ngừng quá. Sao vậy? Không nào. Tình hình giờ ông sân khấu nó đã vậy rồi, mà giờ đi làm nói chung là cũng nói đó, phim ảnh rồi show siết này nó cũng hạn chế đó bây giờ rồi, nói chung là ngoài cái mùa dịch Covid nữa, thấy không, nó ám quá nên giờ mệt. Còn Nga sao? Nga cũng đi quay bình thường hả? Ừ, Nga thì vẫn đi quay bình thường. Có show đi. Có show đi. Không, có nhà chồng con. Ừ, vậy rồi. Ơi, còn cái quán này Long làm lâu chưa? Quán này cái cỏ coffee nè. Cái cỏ coffee này Long kiếm như là trong thời gian mà gọi là ở nhà thì mình làm quán này coi như là kiếm thêm, phụ thêm gọi là tiền chợ, tiền nọ đó. Mà hy vọng nó kiếm được thêm tiền chợ chứ. Là mấy tháng rồi? Này cũng được chắc tầm 3 tháng rồi đó. 3 tháng mà bữa nay Tiết Cương mới tới ha. Cái quán này mình mở cửa từ mấy giờ tới mấy giờ? Là sáng là 6 giờ rưỡi và tối là 10 giờ. Cũng cực đó. Vậy là 6 giờ Long phải có mặt đây rồi. Ừ, đúng rồi. Tối thức khuya dậy sớm. Cực lắm bà con ơi, kiếm tiền cực lắm. Tiết Cương giới thiệu với mọi người vị trí quán cà phê của Long để mọi người có dịp đi ngang hay là có rảnh tới đây giao lưu với bạn Long đẹp trai. Là nó nằm ở đường này là đường của Lê Hồng Phong. Đường Lê Hồng Phong nối dài. Địa chỉ là đường Lê Hồng Phong nối dài ha. Địa chỉ là 781-2C Lê Hồng Phong, phường 12 quận 10. Là mọi người đi Lê Hồng Phong mà qua khỏi bán 2 á, đi thẳng về hướng Kỳ Hòa á, thì có một cái con đường á mà cắt ngang nối với đường Sư Vạn Hạnh á bà con, là chính là cái con đường này. Cái con đường mà đi vô cái quán này nằm hơi xéo xéo đối diện với bệnh viện Sư Vạn Hạnh đúng không? Đúng rồi. Có rảnh bà con tới đây giao lưu với bạn Long đẹp trai ha. Long ơi, nãy giờ Long đi á thì Tiết Cương cũng tranh thủ. Mình tánh mình tranh thủ lắm. Tranh thủ gì? Tranh thủ gì? Thì đó, thì cái con xe này mà Long công nhận là chiếc xe này nhìn nó mạnh mẽ không? Mạnh chứ, 150 mà không phải giỡn à. Chạy ngon ha. Chạy ngon chứ. Tốc độ lắm. Trước đó thì Tiết Cương có trải nghiệm qua dòng 135 rồi, 150 rồi, nhưng mà mình mới có chạy cái dòng 150 đời trước, nó bánh nhỏ. Bánh lớn thì chưa chạy. Chạy chắc cũng mạnh lắm hả Long? Mạnh. Ồ, cái này tay côn mà bóp rồi ra chạy rồi. Dữ à. Mình nhớ cái thời học trường á, mình đi xe cù bắp không à. Long á, Long đi chiếc gì ta? Lúc đó Long đi chiếc không vậy, lúc đó Long đi chiếc Rim. Không, trước chiếc Rim. Rim là đi tới 81. 81 trước rồi tới chiếc Rim. Chiếc Rim. Rồi chiếc Rim, tôi nhớ chiếc Rim của Long đi đâu luôn á. Long mà hùng mở quán nhậu với nghệ sĩ Trần Bùm là đi chiếc Rim. Đúng rồi, chiếc 9422. 9422 đúng rồi. Rồi bán. Bán. Bán cho Thái Hòa. Thấy hả? Thái Hòa. Rồi sao nữa? Là Hòa khùng á. Ừ. Bán như Thái Hòa đó mà lấy tiền hùng vô quán rồi sụp luôn. Nói chung là nó bán lấy vàng hay lấy tiền Long? Lấy tiền. Được nhiêu nhớ không? Thật sự không nhớ nha, nhưng mà hồi đó bán có giá mà. Hồi đó Rim bán Rim hồi đó nó thật sự nó cũng là một cái tài sản đó bà con. Nhà gia đình ai mà có chiếc Rim là có coi như là cũng dạng khá giả. Mà sao Long đó có Rim, do nhà Long nó cũng khá hả? Khá khỉ gì đâu, nói chung là ba mẹ cũng thương. Kêu là thôi nói chung là thôi, nói chung thương thôi chứ giờ không biết nói gì chứ không, ba mẹ là không thương con. Nhưng mà Long cũng có lợi thế là hơn Tiết Cương với một số bạn, là Long cũng dù sao là cũng có nhà ở Sài Gòn đúng không? Cũng hơn được, có như là Tiết Cương hay là các bạn ở dân tỉnh lên thì thật sự lúc đó không có chiếc Rim đâu Long. Thằng Hòa cũng dân Sài Gòn. Hòa luôn á, chạy chiếc Angel 2 á. Angel đúng rồi. Rồi xong nó đổi Magic luôn. Đúng rồi. Là nó cũng đi dạng xe dữ dằn. Còn lúc đó Tiết Cương đâu có xe đi ké bùm với Long rồi không à. Mà sau này Tiết Cương có chiếc xe cũng ngon à. Chiếc gì? Tấm
Tôi kêu vậy chứ tám mấy ta? 82. Ờ. Nhưng mà sau này rồi mới có. Rồi nhưng mà bây chậm giờ mà nó chắc má. Nhưng bây giờ anh em mình á cũng đã có tên tuổi rồi, giàu thì không giàu nhưng mà thí dụ mình thích cái xe gì mình có thể mua được. Vấn đề là mình lựa chọn thôi. Đừng nói quá ông nội. Thích cái gì với nó. Giờ mua chiếc cái chiếc mà cái gì chứ nó o không à? Không, mình nói nó o không à, nó lính nó dính liền với nhau. Mình nói thích mua được là đẩy là xe gắn máy mà dòng phổ thông á. Xe gắn máy à, được. Mà dòng phổ thông thôi chứ mà dòng mà thí dụ mà dòng siêu xe khủng mình không mua nổi. Sao mua bán nhà cũng mua không nổi nữa. Nhưng mà đã ý là cái dòng xe gắn máy phổ thông thì anh em mình cũng có được chút đỉnh, mình thích chiếc gì mua chiếc đó. Vấn đề là mình chọn cái chiếc nào mà nó có chất xíu. Đúng. Nó men xíu, đúng chất, không? Tất nhiên rồi, mình men mà, mình có lưỡi men chứ. Thì đó, ý Tiết Cương nó vậy đó, cho nên Tiết Cương nghĩ Long chọn cái chiếc 150 này nó là hợp lý. Nó vừa mạnh mẽ, vừa men lì mà thật sự anh em cái chiếc này cũng có chất nữa. Là sao? Ý là sao? Ý Tiết Cương nói á, hôm nay á tôi tới đây gặp bồ á là tôi mở kênh YouTube tôi review xe máy à. Mà nói chung là trước mắt là mình review xe của anh em bạn bè nghệ sĩ mình à. Thì nãy Long đi là Tiết Cương đã giới thiệu với tất cả quý vị khán giả cái dòng xe này cho khán giả biết rồi, và Tiết Cương nói là Long chọn chiếc này là hợp lý, là ok. Bậy rồi, này phải xe tôi đâu nội. Xe tôi nè. Vậy là sao? Hả? Là xe này xe tôi chứ đâu phải xe này xe của khách. Trời ơi trời. Ừ. Thấy không? Sao mà biết sao, nói chung hồi xưa là cũng thích chạy xe con đó, nhưng mà bây giờ biết lớn rồi chạy này cho nó đầm lại hơn chứ cho nó nhẹ. Hồi chứ xưa nó hầm hố rồi sao giờ cũng vậy? Bây giờ có vợ có con lớn tuổi rồi chạy này cho nó nhẹ hơn, hiểu không? Có làm gì vậy? Tự nhiên là sao sao mệt? Hố. Hố. Hố gì? À gì vậy? Cảm ơn bạn nha. Đã nãy giờ có cuộc trò chuyện. Ừ, mình giọt xíu. Ok. Đánh ghế quán ngoài chơi. Ừ. Trời ơi. Cũng may nãy giờ á Long nó không biết mình review cái xe kia, biết chắc nhục chết luôn. Mặt ngang rút.